Liên đoàn bóng đá Italia vừa chính thức lên tiếng khẳng định sẵn sàng loại Juventus khỏi Serie A mùa bóng tới nếu đội bóng này vẫn kiên trì với dự án Super League. Chủ tịch Gabriel Gravina tuyên bố sẽ trừng phạt nặng Juventus, bất chấp câu lạc bộ này là tên tuổi hàng đầu của bóng đá Italia. Juventus cũng đang đứng trước nguy cơ lớn không thể tham dự Champions League mùa sau. Bên cạnh án phạt chưa chính thức được ban hành từ UEFA, ba đấm gia thành Turin hiện đang chỉ xếp thứ 5 ở Serie A mùa này, một vị trí khiến họ phải đá Europa League mùa tới. Trong hoàn cảnh đó, ngôi sao số 1 của sân Allianz, Cristiano Ronaldo, được báo chí Italia cho rằng đã không còn muốn gắn bó với đội bóng này. Cụ thể, CR7 ưu tiên việc chuyển đến đội bóng cũ Man United ngay trong thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Đến MU, Ronaldo sẽ tiếp tục có cơ hội chinh phục đỉnh cao ở Champions League. Mặc dù vậy, kể cả khi siêu sao người Bồ Đào Nha chấp nhận giảm lương, anh cũng không thể trở lại MU, bởi đội bóng nước Anh không còn đủ khả năng tài chính cho thương vụ này. Manu vừa chính thức ký hợp đồng mới với Cavani, đồng thời chuẩn bị tăng lương cho Bruno Fernandes. Vì vậy, quỹ lương của Quỷ Đỏ không còn đủ để mang về Ronaldo trong mùa bóng tới. Nguồn tin từ Tây Ban Nha cũng khẳng định, không thể trở lại MU, lựa chọn duy nhất trong tương lai của Ronaldo là tiếp tục gắn bó với Juventus, dù đây là việc cả đôi bên đều không mong muốn. CR7 sẽ hoàn thành năm cuối hợp đồng với đội chủ sân Allianz trước khi ra đi vào mùa hè năm 2022 theo dạng chuyển nhượng tự do. Mới đây, Ronaldo cũng vừa có màn trình diễn tệ hại trong trận thua 0-3 của Juventus trước AC Milan. Siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ có đúng một pha dứt điểm, và đó cũng là một cú sút thiếu chính xác. Ronaldo đang đánh mất khả năng săn bàn trong các trận cầu lớn ở mùa giải năm nay. Anh đã tịt ngòi trước các đối thủ chính của lão bà tại Serie A như Inter Milan, Napoli, AC Milan, Atalanta hay Fiorentina. Ở đấu trường Champions League, Ronaldo cũng không thể chọc thủng lưới Porto và là một phần nguyên nhân khiến đội bóng của anh bị loại sớm. Kết quả khá bất ngờ, cúp C1 ảnh hưởng nặng nề tới tinh thần thi đấu của thầy trò Andrea Pirlo. Trong khi đó, Edinson Cavani đang thi đấu chói sáng tại Man United và đang thể hiện khả năng săn bàn ấn tượng của mình. Trong chiến thắng mới đây của Manu, không thể không nhắc tới Cavani, tiền đạo người Uruguay vào sân từ băng ghế dự bị. Anh đóng góp bàn thắng ấn định cuộc lội ngược dòng ấn tượng của Quỷ Đỏ trước Aston Villa. Cavani đang có phong độ cao khi đã ghi 8 bàn trong 7 lần ra sân gần nhất. Phong độ của lão tướng 34 tuổi giúp Manu thắng như trẻ tre trong thời gian gần đây và anh đang hướng tới việc phá kỷ lục của câu lạc bộ ở mùa này. Với bàn thắng vào lưới Aston Villa, Cavani đã cân bằng kỷ lục về số bàn thắng ghi được nhiều nhất ở Premier League khi vào sân thay người trong một mùa giải. Được nắm giữ bởi Chicharito vào năm 2010 và 2011 và chính ông thầy Ole Gunnar Solskjaer của mùa giải 1998-1999. Kỷ lục này hiện được nắm giữ với 5 bàn thắng. Manu còn tới 4 trận đấu tại ngoại Anh và cơ hội để Cavani phá được kỷ lục này là hoàn toàn rộng mở.